Chiều ngày 22 tháng 8, Ủy ban Nhân dân xã Tân Hưng, huyện Long Phú đã ra quyết định xử phạt hành chính hai đối tượng là TTN, sinh năm 1962 và THK, sinh năm 1991, đăng ký thường trú ấp Tân Quy A, xã Tân Hưng, huyện Long Phú. Được biết hai trường hợp này là F2 do có người thân trong gia đình là F1 đang cách ly tập trung. Xã đã ra quyết định theo dõi sức khỏe tại nhà, tuy nhiên ra đường trong trường hợp không thực sự cần thiết, nên Ủy ban Nhân dân xã Tân Hưng đã áp dụng hình thức xử phạt cảnh cáo đối với hành vi trên. Tại buổi trao quyết định, đối tượng N và K đã nhận những hành vi vi phạm của mình và hứa sẽ chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, không ra khỏi nhà trong thời gian theo dõi sức khỏe theo quy định.